cuộc đời khi trắng tay chẳng ai nhìn. Đến lúc vi hoàng bạn anh em, để có được ngày vinh quang phải tắm cơ hàn tuổi nhục và sát nam. Đời người chẳng có ai sống ai lần, đừng tìm thêm lý do sống hai mặt. Sinh ra hai vòng tay trắng, nhắm mắt hai bàn trắng tay, sáng giàu hay nghèo khó rồi cùng nằm dưới hố sâu. Nằm dưới hố.